nhà xuân hòa bình đoàn viên trong niềm vui và sự an lạc từ vũ trụ Master Roma chúc cho muôn nhà hồn niềm an lạc từ thượng đế. Người người hãy mở rộng lòng thương lòng từ bi để thứ tha lỗi lầm trở về sự bình an chúc cho mọi chúng sinh nhận được ân điển vô biên. Quý vị thân mến, Minh Sư Roma đã giảng rằng chúng sanh sống trong thế giới ta bà luôn phải sống theo sự chi phối của vua luật nhân quả. Đó là một định luật công bằng của càn khôn vũ trụ. Luật nhân quả là một phép tắc được quy định theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ để quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong không gian. Nếu không có luật nhân quả quy định trật tự thì các hành tinh trong không gian này sẽ bị đảo lộn. Và như vậy, muôn vật sống trên hành tinh sẽ bị tiêu diệt. Và con người cũng vậy. Nếu như luật nhân quả không tồn tại trong thế giới vô minh, thì trái đất này sẽ là nạn nhân của chiến tranh và nạn diệt vong. Những con người cổ xưa chỉ biết thiện và ác mà chưa phân định được luật nhân quả là gì. Làm thế nào để chúng ta mới có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc và chi phối của luật nhân quả? Đó là điều quan trọng và đáng suy ngẫm để tìm ra lối thoát cho một kiếp người. Thật may mắn cho những chúng sanh đang sống trong thế kỷ 21, thế kỷ có minh sư tài thế, Minh Sư Roma. Ngài sẽ dẫn dắt chúng sanh bước đến con đường khai ngộ, giải thoát một đời, giải thoát ra bàn tay của vị vua luật nhân quả. Nhưng chúng sanh không bao giờ thấu ngộ được, cứ đắm chìm trong sự vô minh và không màng đến cái quả không thiện lành mà họ đã gieo từ bao đời kiếp. Minh Sư Roma luôn hiểu rằng chúng sanh vô minh vẫn là vô minh, không bao giờ quên họ và tiếp tục âm thầm gia trì cho những con người bất hạnh và đáng thương đó. Trận tuyết rơi bất thường ở các tỉnh miền Bắc đầu năm 2016 vừa rồi là một dẫn chứng. Minh Sư đã bảo trước, nhưng chúng sanh lại nghĩ đó là điều không thể. Khi chuyện đã xảy ra rồi thì mới thốt lên câu, Minh Sư thật là linh. Trong những ngày tuyết lạnh, nhiều người chỉ biết tận hưởng và vui đùa trong tuyệt trời khí lạnh, không bao giờ nghĩ đến những con người đang sinh sống ở vùng núi Tây Bắc và những vùng sâu, vùng xa nghèo khổ. Những cụ già, em bé tội nghiệp, nay đang phải vượt qua cái nghèo, cái khổ, giờ thì phải cố gắng chống chọi với cái lạnh giá của thiên tai. Những gót chân bị nứt được khâu bằng những mũi chỉ đơn sơ, những khuôn mặt đỏ ửng vì cái lạnh hay những đàn trâu bò bị chết do khí lạnh thay đổi đột ngột đã lay động trái tim của những người dân Việt Nam, đặc biệt là Minh Sư Roma. Quốc Hiếu xin mời quý vị hướng về màn hình lắng nghe những chia sẻ của Minh Sư Roma để hiểu rõ hơn về trận tuyết rơi đầu năm vừa rồi. Hà Nội thì sư phụ đang ngại từ đây đến tháng 3. Có thể tháng 3 thì sư phụ ngại nhất. Ta sợ nhất Hà Nội tháng 3 là phủ tuyết đó. Và lúc đó quý vị sẽ nói Minh Sư linh quá. Giờ mấy năm trước rồi, 1-2 năm trước sư phụ cũng đã nói rồi là gì? Miền Bắc có tuyết, không ai tin ta hết. Bây giờ nó nói, sư phụ ơi đúng rồi, miền Bắc thì có tuyết rồi, Nghệ An còn có tuyết rồi, phải không? À. Bây giờ nó nói, trời ơi sư phụ linh quá, sư phụ nói đâu chúng đó. Là ít đó, cái này là sư phụ đã gì? Ta đã gửi về bển bao nhiêu cái quần áo, áo lạnh đó. Bao nhiêu cái lực lượng của sư phụ lòng vào đó đó. Nhưng mà mấy biết mấy người Hà Nội họ có hiểu không biết hả? Thôi kệ cha họ đi. Họ hiểu không hiểu gì mà kệ họ, làm sao họ để nhà họ là được rồi. Trời ơi, Thượng Đế bắt sư phụ đi ròng rã, đi khắp mọi nơi. Trời, ngày nào ta cũng đi, ta lựa từng cái một hay từng... Sư phụ lựa từng cái một, rồi cuối cùng lên cái bữa bên Chiang Mai nè. Sư phụ dùng thương nhãn người ta, tôi thấy cái trái đất này nó quay hơi gần cái nhiệt độ cao rồi, là cái đường khí lạnh nó đã đi đến cái quốc thổ đất nước hình công chữ S này rồi,
Nếu mà nó đổ xuống đó một cái, một là bảo đảm, một là nó dứ không 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 độ. Con người mà bước ra khỏi cửa cái là nguyên cục đá đó. À, rồi nhà thì tiếc nó xuống nổi mà sụp xuống luôn. Thấy chưa? Hồ Hoàng Kiếm, hồ Gom, hồ Tây đồ á là xe Honda chạy ngang, vừa chạy ngang đông. À, đứng hết luôn. À, nghĩa là cái gì? Bị đông đá hết trơn, giữa đường hết, là nằm trong lịch sử của toàn thế giới đó. Campuchia, miền Nam mình á, lạnh thê thảm thê lương hết. Thì thấy chưa? À, cho nên đây là sư phụ dằn co với cái lực lượng nghiệp chướng này đây. Cho nên sư phụ có mấy cái áo lạnh của sư phụ mà sư phụ cũng hồi xưa thì sư phụ đi mua. À, cuối cùng sư phụ có mấy cái áo lạnh ta đem từ Mỹ về, sư phụ cũng phải gỡ về bệnh luôn. Không biết gỡ chắc cũng mười mấy cái gì đó. Bao nhiêu năm của sư phụ. Ta gỡ về hết bên Hà Nội, coi ai lấy được thì lấy. Cởi ai dùng cũng được hết, làm sao lọt về miền Bắc là được rồi. Lọt về miền Bắc là tự nhiên là cái lực lượng này nó sẽ hỗ trợ rồi. Hiểu chưa? À, tin không tin gì cởi đó. Hiểu chưa? Làm sao tất cả dân chúng đều ổn định. Hiểu chưa? Chúng sanh mà bây giờ làm viên chức tổng thống, bí thư, chủ tịch hay là làm dân thường hốt rác kêu bằng ăn mày cũng là chúng sanh thôi. Hiểu chưa? Làm sao mọi người không rơi vào trong cái bẫy của nghiệp lực này. Quý vị hiểu không? Là vậy. Bây giờ nó có tin sư phụ hay là không tin, nó có thương hay là không thương, nó có gọi là mến hay là không mến, thì bây giờ đối với sư phụ ta cũng cỡ này. Thấy chưa? Làm sao dân chúng được ổn định và con người chúng sanh sống trong cảnh bình an, yên bình là được rồi. Quý vị có biết không? Minh sư luôn là người hiểu rõ nhất chúng sanh đang gánh chịu nghiệp chướng gì và phải làm gì để giải quyết nghiệp chướng này một cách hiệu quả nhất. Minh sư Ruma là một bậc thầy khai ngộ của nhân loại, có trăm công ngàn việc, nhưng không quản công chọn lựa từng cái áo ấm, cái khăn cho những người con đất Bắc yêu thương. Khỏi cần biết, là yên rồi đó. Cho nên sư phụ thấy thiên nhãn của ta như vậy, thấy nó như vậy thì sư phụ rất là ngại. Tránh cái nhân, tránh cái quả. Cho quý vị biết rồi, trong Phật giáo có nói gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng sợ cái nhân, bởi vì cái nhân đó là Ngài dùng thiên nhãn, Ngài thấy được cái nhân này là một cái nhân đắng, nhân cay, nhân chua. Bây giờ mà có lọt xuống rồi thì nó thành một cái cây này là nó ra cái quả là quả đắng, quả cay, quả chua mà thôi. Tất cả chúng sanh đều hưởng nó, không thể nào mà từ chối. Còn chúng sanh chừng nào đợi đến khi nó ra cái quả rồi ăn vô rồi đó là chua chát rồi đó, là lúc đó mới bắt đầu mới chịu, mới hối hận. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Hối hận đã muộn rồi. Nào vậy? Hối hận kêu bằng đã gì? Đã xong rồi, xong cuộc đời rồi. Cho nên gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Lại đợi đến khi cái quả nó đến rồi, lúc đó mình mới sợ. Mà sợ rồi thì làm được cái gì? Không làm được cái gì cả. Quý vị hiểu sư phụ nói ha? Và điều diệu kỳ đã xảy ra khi những chiếc áo ấm của Minh Sư vừa được gửi về với các tỉnh miền Bắc, thì không khí bắt đầu thay đổi, nhiệt độ dần tăng và tuyết rơi ít dần. Đó chỉ là một trong những điều diệu kỳ mà chúng sanh không bao giờ tưởng được. Khi quý vị đến với Minh Sư Ruma, quý vị sẽ được cảm nhận được những điều vi diệu trong thế giới con người và thế giới tâm linh. Vì thế, nếu quý vị muốn thoát khỏi sự chi phối của luật nhân quả, thì hãy tìm đến tu hành cùng vị Minh Sư tại thế, Minh Sư Ruma, để được ngài truyền tâm ẩn và dẫn dắt đến với con đường tu hành thánh thiện. Cho nên rằng thà rằng ta giải quyết cái nhân này trước, khỏi cần ai biết, nó an toàn hơn. Bây giờ ai nói sư phụ đâu có linh đâu, đâu có xảy ra đâu, là biết thằng này nó ngu thành quỷ. Kêu bằng là cái gì? Muốn cho xảy ra rồi mới tin. Thường thường là vậy, bởi vì cái đầu óc con người thế gian của chúng ta là vậy. Muốn chuyện gì xảy ra rồi mình mới tin. Bây giờ nếu mà để cho xảy ra mà tin rồi đó thì là còn gì nữa. Kêu bằng là cái gì? Vô ích rồi. Giống như bữa trước có người đồng tu mà hỏi trên mạng đó, vì thấy ở Mỹ đó, sư phụ kêu họ mấy năm trước, sư phụ kêu họ ta biết con một, trời ơi sư phụ biết sao mà không biết được, ta bắt con họ làm cái gì, chứ mấy anh thanh niên này ta bắt làm cái gì, toàn là nghiệp chướng một đống không á, còn phải lo quần lo áo, vì thấy không, từ cái quần từ cái áo mà sư phụ phải đi mua đó, nó mặc đồ hai lúa thành quỷ
từng cái quần, từng cái áo, từng đôi dép, và sư phụ phải mua từng đôi giày luôn. Cách mặc cách gì quý vị biết không, sư phụ chỉnh đốn đàng hoàng hết. Mà cứ mua từ bên Mỹ mà ta na qua bỏ trong vali, hay mai mỗi một anh 2-3-4 bộ vậy đó. Đấy là vậy đó, để cho mặc những ngày Tết cho nó đẹp đẽ một chút. Không biết con ai mà nó mặc đồ vậy đâu mà nó xấu thành quỷ luôn. Hỏi thì nói bạch sư phụ, ba má con nói mặc một cái cho nó rách luôn, cho nó cũ đi, cũ bệnh mặc cái thứ nhì. Là vậy đó. Cho nên quý vị không biết rằng là gì, làm minh sư không phải một chuyện dễ như vậy. Cho nên quý vị biết rồi, tất cả mọi thứ mình phải tránh cái nhân, đừng tránh cái quả. Phải biết, phải làm những việc gì mình thấy nó không lành thì thôi, mình đừng có để cho nó xảy ra. Hay xảy ra cực lắm. Xảy ra rồi bao nhiêu à. Những bữa trước vì thấy có người hỏi đó, có cái cô đồng tu đó, con của họ 2-3 năm trước sư phụ đã nói rồi, thanh niên mà, sư đòi hỏi sư phụ gia trì cho con đi vô học bên Mỹ. Sư phụ nói ơi trời ơi, nhìn cái mặt thằng này là bảo đảm là đừng bao giờ đi vô học bây giờ. Sư phụ cảnh báo trước, bởi vì tánh tình nó ta biết. Thứ nhất là ở gặp sư phụ cũng được 1-2 lần, rồi tánh tình nói chuyện là ta biết rồi, là nghĩa là anh này là bảo đảm con một. Thứ nữa là ngã chấp ngã mạng, lòng yếu quá, cái lòng gọi là dễ dàng bị người ta dụ quá. Sư phụ nói với mẹ rằng con bây giờ ý con hỏi sư phụ thì giờ sư phụ không thể nào mà nói không được, thì sư phụ nói thôi tạm dừng được không? Bà sư phụ không được, vì tuổi nó bây giờ nó phải đi vô học, bà ba nó là viên chức gì đó muốn cho nó đi vô học. Nói sư phụ biết, bà sư phụ ơi, ba nó không hay đồng tu. Rồi giờ làm sao giờ đây? Sư phụ chỗ đành, A Di Đà Phật. Rồi xong đi qua Mỹ, ở đó mấy năm gì bên đó đó, ở California đó. Mà đi qua rồi đó, mà sư phụ còn nhắc thêm một câu nữa đó. Sư phụ nói thôi bây giờ gì đi, ở bên Cali thì phải ở nhà mướn, tất cả mọi thứ đồ cũng cực lắm. Rồi đồng tu ăn chay đồ nó cũng khó. Tuy là ăn chay thì ở Mỹ thì đồ chay khắp mọi nơi, thì thôi về đi, chuyển về thiền đường ở đi. Đi học hơi xa một chút, chuyển trường thì đi học hơi xa một chút, nhưng mà ít nhất cỡ thiền đường. Có mà tất cả sư huynh sáng thì chạy xe đi học ở Mỹ mà, sáng chạy xe đi học thì chiều để đi về, nó mất công một chút thiếu thôi. Rồi cũng nói chú bộ hỏi chú mở cửa luôn. Cũng mấy năm gì thời gian không nghe tin tức gì hết chứ, không nghe tin tức, không nghe chuyện gì xảy ra chứ. Nó năng gì sư phụ mở cho một cái ăn điển cũng im luôn. Rồi bây giờ mới thôi Tết Tây đó, chắc trước khi Tết đã phạm một cái lỗi lầm gì ở bên Mỹ, kêu bằng bạn bè mà quý vị biết là thanh niên mà ở không cha không mẹ. Rồi dĩ nhiên bên đó xô bồ, nhất là California là một cái đất, một cái tiểu bang xô bồ lắm. Rồi kêu bằng là rồi bồ bịch, rồi quyến rũ nhau, rồi lâm vào một cái chuyện gì đó vân vân, cá nhân đó bị bỏ tù, phạm luật. Những người mà đi du học nữa phạm luật xong Mỹ nó tống nó về, đuổi về liền. Nó nói cho gọi là mấy ngày đó, mà tôi cuối cùng rồi tòa quyết định rằng là chỉ cho 24 tiếng đồng hồ là trục xuất ra khỏi nước liền. Rồi bắt đầu bạch sư phụ ơi cứu con, trời ta đâu phải là tổng thống đâu, ta cứu. Sư phụ đâu phải là tổng thống, hay là ta đâu phải là dùng thần thông hu là húp rồi cho nó quay lại thời gian đâu. Cho nên là sư phụ muốn cứu thì mấy năm trước đó là cái cách của ta đó. Ta tránh cái nhân, ta không tránh cái quả. Quý vị hiểu chưa? Lúc đó là lúc sư phụ cứu đó, lúc đó bị nghe lời sư phụ thì dĩ nhiên rồi mình đâu có gì. Mà sư phụ đã biết rồi, đã không nghe lời rồi, mà qua tới Mỹ rồi mà sư phụ còn mở cửa nữa. Sư nói đe kêu nó về lại điền đường đi, về lại tiểu bang của sư phụ. Thiếu gì trường học, học ở đâu mà không được, toàn đất Mỹ chứ, trường học khắp nơi. Về thiền đường đi, có người hỗ trợ cho học nữa, xe cộ thiền đường có nữa, con cứ lấy xe thiền đường con cứ đi, không cần tốn tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền uống, có người nấu ăn cho nữa. Ý nghĩa là sư phụ thấy cái nghiệp nó đã quá sức rồi, bây giờ không nói được rồi. Cổ thì cũng nói bà sư phụ hiểu giùm con, bởi vì chồng con không phải là đồng tu. Rồi sư phụ nói thôi bây giờ ta làm sao giúp cái gì. Cho nên là sư phụ phải chấp nhận nó vậy. Rồi tới chuẩn bị rồi, con về kêu bằng bị trục xuất rồi. Con mấy ngày đó, chỉ có 24 tiếng đồng hồ là nó bắt buộc phải trục xuất ra khỏi nước. Nó không cho ở đất nước nó, bởi vì mình phạm lỗi mà.
cái lỗi gì đó sư phụ không biết của nhân gian này. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên đừng bao giờ tránh cái quả mà phải tránh cái nhân. Cái nhân này mình phải tránh nó trước, bởi vì chúng sanh không nhìn thấy được cái hạt này nó là hạt đắng hay là hạt chua hay là hạt ngọt. Thấy không? Cứ bỏ đại xuống thì trở thành một cây cổ thụ. Nó ra hoa ra quả này thì mình bắt buộc mình phải gì? Mình phải hưởng nó thôi. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Cho nên là kiếp sống con người của chúng ta, mình phải biết cái nhân và cái quả. Chúng sanh sống trên cõi đời này và sống trong cái tam giới này có nhân và có quả. Quý vị làm thiện, quý vị sẽ nhận được cái thiện. Quý vị làm những điều bắt gọi là không thiện thì những điều không thiện này nó sẽ đến với mình. Nhiều người cũng trách móc, cũng phàn nàn: bà sư phụ, từ nhỏ đến lớn con một người có đạo đức mà tại sao cả đời con gặp những điều không lành? Thấy chưa? Ai cũng nói điều này cả, cả đời con gặp những điều không lành. Tại sao cả dòng cả họ của con kêu bằng là gì? Có tu hành mà con của con sao nó bất hiếu dữ vậy? Nghĩa ra là vậy, bởi vì mình không biết được, mình chỉ nhìn từ đây đến đó mà thôi. Mình không biết cái bức tường sau lưng đó là ai, chuyện gì, người đó làm những việc gì trong cuộc đời của họ, đời trước như thế nào, vân vân. Thấy chưa? Là vậy. Bây giờ nói chi đời trước đây, đời này đây, lúc mình còn nhỏ mình làm những điều gì đó, vân vân, mình cũng đều gặt hái những cái quả. Đôi khi nó xảy ra cho mình được gọi là nghiệp quả hiện tiền. Là vậy. Những quý vị biết anh cái điều này mà. Cho nên là gì? Chúng sanh sống trong cái tam giới này, sống trong cái thế giới gọi là luật nhân quả, thì bắt buộc phải chấp nhận đó. Quý vị đã có chuyện tâm mắng thì dĩ nhiên quý vị có chuyện gì sư phụ đều mách bảo cho quý vị, thậm vừa bên ngoài lẫn cả bên trong. Cho nên sư phụ chứ quý vị thiền là vậy. Quý vị càng thiền thì cái sự câu thông quý vị càng dễ dàng hơn. Khi sư phụ đã nhắc quý vị bằng cái lực lượng bên trong, quý vị biết liền. Quý vị nghe liền, nghe những sự nhắc nhở của sư phụ, nghe tiếng nói của sư phụ hoặc là những sự nhắc nhở gì đó, tất cả những cái đường hướng ở bên trong hoặc là những cái gì mà sư phụ nói cho quý vị bằng ngôn ngữ tâm linh của ta, để cho quý vị có thể dễ dàng tránh đó đi. Đây là sự hỗ trợ của minh sư là vậy. Quý vị hiểu ha? Cho nên rằng thiền định giữa pháp này là như vậy. Mỗi ngày nhớ tránh cái nhân, đừng tránh cái quả, nghe không? Ok. Cho nên mấy năm trước sư phụ nói hoài Hà Nội sẽ như vậy, như vậy, như vậy. Sư phụ đã sợ rồi. Kêu bằng là gì? Bữa trước có mấy vị viên chức đồng tu ở Hà Nội cũng đến thăm sư phụ. Kêu bằng là sư phụ cũng lắc đầu, bởi vì đem đến cho sư phụ một cái tượng của ông rùa ở Hồ Hoàn Kiếm, nhưng mà khắc cái tượng của ông rùa nhưng mà mình rùa đầu rồng. Là sư phụ nói xong rồi, tới giờ rồi, tới giờ ông đi chầu trời rồi. Bởi vì rùa mà trở thành rồng là bắt đầu họ sẽ bay đi mà thôi. Lúc rùa trở thành rồng là bay đi. Tại ông rùa ông ở đó cả ngàn năm ở trong đó, là nó có một định lực rất lớn, họ có tu, gọi là rùa có tu á. Cho nên khi nó trở thành rồng rồi là tự nhiên là họ sẽ đi ra khỏi cái chỗ đó, bắt đầu Hà Nội sẽ xảy ra nhiều việc không lành. Bởi vì ông ta không còn một cái sức bảo vệ nữa, vẫn có được một sức lực bảo vệ, chỉ còn dư lợi nào đó trong một thời gian vô cùng ngắn mà thôi. Nếu nhục thể của rùa còn ở đó mà chưa hoàn tất mà quá rồng á thì còn đỡ đỡ hơn. Mà sư phụ đã ủng hộ mấy năm trước một lần rồi đó chứ. Mấy năm trước ta đã truyền thông điệp của sư phụ, sư phụ biết rằng là hồ, cái hồ đó ô nhiễm quá rồi, làm cho ông rùa này ổng sẽ bị bệnh á. Sư phụ đã nói trước rồi, còn thời gian bị bệnh thiệt, bị bệnh rồi sư phụ đã cho bao nhiêu những thông, những lời gọi là nhắc nhở rồi. Nhưng mà sư phụ cũng không ngờ rằng là rùa quá rồng nhanh quá, sớm quá. Nếu quá sớm quá thì họ lập tức họ đi. Thế ha, là vậy. Tuy rằng mình thấy là cái nhục thể nhân gian mình gọi là chết đi, nhưng mà đối với họ không phải là chết. Hiểu chưa? Nhục thể đang nằm đó thôi, lúc họ quá rộng rồi thì chỉ lột cái nhục thể này liền thôi, giống như con cua vậy thôi.
Quý vị hiểu sư phụ nói không? Giống con cua là con gắn nó chỉ lột qua cái miếng đó, nó bỏ miếng đó thôi là nó trở thành một cái nguyên bản của nó thôi. Nó là vậy đó. Ok, thôi nói chuyện này không muốn nói. Tới đây thôi. Ok. Tới đây được rồi ha. Ok, thôi thì quý vị những người thiền sinh miền Bắc, miền Nam gì cũng vậy, chúng ta là những con rồng cháu tiên gọi là một đất nước thành công chữ S. Quý vị những dân tộc này, thôi quý vị ngài thiền thất gắn nhớ bỏ một chút thời giờ cầu nguyện cho đất nước của mình, hiểu không? Cứ cầu nguyện thôi, lòng cầu nguyện của quý vị sẽ trở thành chữ thật. Cầu nguyện và hướng về Thượng Đế tối cao, Phật Tổ tối cao, xin ngài gia ăn cho đất nước của mình, hiểu không? Là được rồi, chỉ bao nhiêu được rồi, khỏi cần thêm nhiều. Còn bao nhiêu đó quý vị cầu nguyện đi, thơ của quý vị ta đem về cho thiên đình cho. Cho nên mình gì mình cũng cố gắng vì bỏ một chút thì giờ 5-10 phút sau khi mình thiền, trước khi mình thiền đó, mình ngồi xuống đây rồi trước khi mình tĩnh tâm mình thiền cho mình, cái mình bỏ xuống 5-10 phút cái mình tập trung mình thề, mình cầu nguyện cho đất nước của mình và cho vùng Đông Nam Á này, vùng Đông Nam Á Thái Bình thì tất cả mọi thứ đều tốt. Ok. Rồi tiếp đi con, tiếp ơi. Rồi bên đây mình trả lời tiếp câu hỏi ha. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần vấn đáp để được lắng nghe những lời khai thị cao thượng từ vị ân sư tôn kính. Như quý vị đã được nghe minh sư Ruma giảng rằng, trong toàn cõi vũ trụ này, ngoài trời đất ra còn có sự hiện hữu của nhiều thế giới khác. Về thế giới của họ như thế nào? Quý vị hãy lắng nghe câu hỏi sau đây. Kính bạch minh sư Ruma, con là thiền sinh ở Sài Gòn. Thọ tâm ấn đã được 5 tháng. Con có một số thắc mắc xin minh sư khai thị. Câu hỏi 1. Thế giới giải thoát mà sau này con vãng sanh minh sư sẽ đưa con đến, đó có phải là một hành tinh ở thiên hà khác hay không? Tam giới có phải con nằm trong phạm vi trái đất hay ở một hành tinh khác của dải ngân hà hay không? Không. Thế giới giải thoát của quý vị không phải là nằm trong hành tinh này. Nó không phải là một cái, nó không nằm trong cái hành tinh của loài người chúng ta hoặc những cái thế giới khác. Ok, nó không phải vậy. Thế giới giải thoát nó vô cùng gọi là xa xôi và cao thâm. Thế giới đó không bao giờ có khổ. Và thế giới đó chỉ quý vị chỉ hưởng phước mà thôi và tiếp tục tu. Trên đó ta đặt một cái quá thân của sư phụ giống y như vậy ở đó và tiếp tục chiều dắt quý vị tiếp tục tu lên nữa. Tu không ngừng và không ngừng. Thế giới đó là một thế giới cho những người gặp được minh sư và được truyền tâm ấn. Thế giới nó rộng mênh mông bao la. Bất cứ người nào được truyền tâm ấn cũng đều đến đó. Mà tùy theo trình độ nào, đẳng cấp nào. Thì quý vị đã biết rồi, có nhiều người truyền tâm ấn nhưng không có tu hành bao nhiêu cũng dẫn về thế giới đó. Nhưng mà biên giới nó hay là vô sâu hơn hay là những cảnh giới nào, vì cái thế giới đó, thế giới giải thoát nó có muôn ngàn những cái cảnh giới khác nhau chung thế giới giải thoát, lớn bao la mênh mông không bờ không bến, nó là vậy. Còn những người nào có tu giống như quý vị ở đây, trong những quý vị ở đây tu hành thiền định và mỗi ngày cuộc đời của quý vị đã khép lại tất cả mọi thứ để trả về cho thế giới con người, thì quý vị sẽ đi về thế giới đó. Thế giới đó, từ thế giới đó nó sẽ, mỗi một người thiền sinh chúng ta khi ra đi thì thế giới đó sẽ mở một con đường đi thẳng vào cái thế giới con người chúng ta, đi xuyên qua luật nhân quả và đi xuyên xuống tam giới này luôn, là một con đường cho những người thiền sinh đi về nơi đó. Không có luật nhân quả, không có ma chướng, không có gọi là ai cản trở quý vị được hết. Lúc quý vị đi về thế giới đó rồi, muôn ngàn thánh nhân đều chào đón quý vị trở về. Tuy rằng thánh nhân, nhiều bậc thánh nhân cũng không phải là thế giới của họ, bởi vì họ ở thấp hơn quý vị, họ cũng đến chào hỏi quý vị, bởi vì quý vị phải đi ngang qua thế giới của họ. Ok, nó là vậy. Còn những hành tinh,
Những hành tinh là nó gần đây thôi, nó nằm trong cái chui của cái hành những cái thế giới mà vì thấy muôn ngàn những vì sao trắng khắp nơi, mình ngôn ngữ chúng ta gọi là sao đó, hay chứ? Đó là những một trong những một cái đất nước đó, trong những một cái trái đất như vậy này của mình đây. Thì ở ngoài đó nó nhìn vô thì nó thấy mình cũng trắng trắng vậy đó, một chút vậy. Nhưng mà cái trái đất của chúng ta bị những cái hành tinh lớn nhất thế giới chúng ta, thì đất Mỹ là những đất nước giàu có nhất, mạnh nhất vậy đó. Nó là vậy, những đất nước nào mà không lành, không sao đó, thì họ chính quyền nơi đó, chính phủ nơi đó đi cấm vận vậy thôi, hiểu chưa? Giống vậy. Thì thế giới chúng ta là một cái thế giới bị những trăm ngàn vạn những hành tinh trên kia cô lập cái trái đất của chúng ta, để có xa cái vệ tinh lung linh ở đó mà thôi. Không bờ, không bến, không có ai gần chúng ta được hết. Lung linh vậy, bao xung quanh trái đất của chúng ta được bao phủ một cái lực lượng vô cùng xa mà giờ khoa học cũng đến đó không được. Bao xung quanh trái đất chúng ta là một cái lực lượng mà con người chúng ta không thể nào mà tung ra khỏi được, khoa học không thể nào mà bay ra khỏi đó được. Nó là một cái lực lượng bao phủ, một cái tần số của khoa học mà nó bao phủ cái trái đất chúng ta lại. Bây giờ sau này nếu mà trái đất chúng ta chưa được mà mở cái tần số này, tần số cấm vận này của những hành tinh trên kia bao phủ trái đất của mình đó, bây giờ khoa học có nổi tiếng cách nào, có dùng bao nhiêu những cái kỹ xảo mà khoa học để mà bay ra cũng không bay ra khỏi được đâu. Không bao giờ bay ra khỏi được cái bay ra xa được. Bây giờ có bay ra nữa cũng một đoạn nào thôi, cũng phải trở lại. Bởi vì nó đưa trái đất chúng ta quá xa rồi, vô cùng xa lung linh trên chân không của cái vệ tinh này thôi. Cho nên loài người cứ lọt vào đây, và họ sẽ gọi là gì, con người chúng ta và loài người chúng ta được sau đó rồi, loài người chúng ta luật nhân quả mới thấy cái trái đất chúng ta là như vậy, cho nên mới đưa loài người chúng ta vào xuống đây dễ dàng control hơn, dễ dàng kiểm soát hơn. Bởi vì loài người chúng ta chỉ lọt vào trong đây 100 năm thôi vậy đó. Nhưng thế giới chúng ta còn vô vàng những bậc thánh nhân, họ ẩn vào trong đây, họ sống không thuộc về luật nhân quả, giống như sư tổ của quý vị. Ông ta sống không cần luật nhân quả, có nhục thể nhưng không có nhục thể, ẩn vào trong hy mã, thấy không? Không liên quan đến thế giới con người. Ông ta cứ sống bao nhiêu năm đó, vân vân, mấy trăm năm đó ông ta cứ sống. Nhục thể ông ta không bao giờ bị già ua, bị cái không gian thời gian con người mình gì, bị làm cho nó già ua mệt mỏi hay là bất cứ cái gì, bởi vì không có bị, không có hấp thụ được, không có cái gì dính vô trong con người của ông ta được. Giống như loài người ta là bệnh tật đau đớn, phải ăn, phải đói, vân 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 vậy đó. Nhưng mà này quý vị thấy nó cũng hơi ngộ phải không? Nhưng mà đó là chuyện bình thường đó vậy. Bởi vì quý vị đã sống ở đây, sống trong thế giới bị sự kìm hãm của luật nhân quả cho luân hồi xuống đây. Đó là loài người chúng ta là vậy. Luôn cả tất cả vạn vật bị lọt vào trong đây. Cho nên những cái thế giới bên kia, những cái hành tinh bên kia, nó dùng những cái một cái lực lượng được gọi là một cái tần số khoa học cao thâm phủ trái đất của mình lại, và dùng cái tần số này đẩy cái trái đất mình dâng ra ngoài, dâng xa vô cùng xa lung linh ở ngoài đó đó, bắt đầu cuộc trôi ở ngoài đó đó, treo nó ngoài đó. Treo nó ngoài đó đi, cho nó biết rằng đây là dại dột của một chủng loại không biết đạo vân vân, hay là không biết thượng đế, không có tu, và không có đạo đức, cho nên là tàn sát sinh linh, gọi là đấu lợi với họ vân vân. Thời xưa mà, hiểu chưa? Quý vị biết là quý vị chưa biết mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm thôi, còn bao nhiêu vạn ức kiếp đời cái đất chúng ta. Trái đất chúng ta vạn ức kiếp, gọi là loài người sống vô cùng thông minh, không kém gì với họ đâu. Là vậy đó, hưng thịnh lắm. Cho nên rồi lúc đó rồi còn người chúng ta ở đây cao mạng lên, dùng bao nhiêu những cái việc gọi là khoa học thăng tiến để đánh nhau mà thôi, chinh chiến khắp nơi vậy đó. Đó là trái đất chúng ta là như vậy.
À, loài người chúng ta là như vậy. Cho nên bao nhiêu những cái đại phong thủy rồi, chứ không phải là một đâu. Nhiều lắm rồi, lập dùi hoài rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng không thoát được. Đến nỗi tất cả những được những sự gọi là hợp mà lợi của tất cả những hành tinh khác nó đẩy cái trái đất chúng ta, nó dùng tha lực của khoa học á, nó kéo trái đất chúng ta bỏ xa ra ngoài này, vệ tinh ngoài này luôn. Còn nó dùng cái thần lực của khoa học á, những cái lực lượng khoa học á, nó bao phủ lại như một màn thủy tinh kiến dày hàng vạn 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 cây số vậy đó. Nó dày vậy đó. Quý vị có thể nhìn xuyên qua bên kia được, nhưng quý vị không thể đi qua được. Bất cứ khoa học nào cũng không thể làm mà đi qua bên đó được hết. Quý vị hiểu ha? Đây vậy, nó bao phủ lại cho nên loài người chúng ta ở trong đây, cho những người sống trăm năm thôi, trăm năm rồi già ua. Nó đẩy một cái lực lượng vô trong trái đất chúng ta, nó cho xoay chuyển trái đất đủ 24 tiếng, 360 ngày. Cho người chúng ta nó cứ từ từ rồi nó già nua lại. À, rồi sanh ra rồi chết đi rồi cứ tồn tại mãi vậy đó. Rồi đầu sau đó luật nhân quả kèm theo trong đó, và căn cứ vào nặng cái nhẹ, phước báo công đức cái gì đó vân vân vân, cho loài người chúng ta cứ sinh tồn mãi mà thôi. Quý vị hiểu ha? Loài người chúng ta cứ sinh tồn, người này bán cho người này mua cho người này trồng này ăn kia, phát huy này phát huy nọ, chỉ có trong một cái thẩu này mà thôi. Có bao nhiêu đó đó. Cho nên đời đời kiếp kiếp minh sư xuống đây để kéo đi ra. Là vậy, giống như quý vị đây, đời đời kiếp kiếp minh sư cứ xuống rồi kéo ra được bao nhiêu thì kéo. Là vậy, còn người nào mà kéo không ra được á, mà cứ luân hồi lại thì minh sư phải luân hồi theo. Minh sư tiếp tục luân hồi theo để đến đây và đồng hóa với quý vị như nè, cùng với quý vị nè, y như con người của quý vị, để kéo quý vị ra mới được. Mình gọi là tu, thấy chưa? Bây giờ phải dùng cái chữ tu, bởi vì hạn hẹp quá rồi. Kêu bằng thế giới bên kia nó bắt loài người chỉ có một chút xíu này thôi, không cao được, có chút xíu này nè. Bao nhiêu ngôn ngữ nó cho có bao nhiêu đó thôi, muốn làm sao làm. Ở trong đây đi, giống như cái tù vậy, giống như cái chậu này thôi, nhốt trong đó một cái đẩy văng ra ngoài kia, muốn làm sao làm đi. Vậy cứ gọi tự sanh tự diệt, nó cho tự sanh tự diệt hoài, cứ làm trong đó, không không nó. Bây giờ khoa học nó giỏi lắm, nó cũng không cho đi ra ngoài được. Quý vị hiểu không? Nó là vậy. Nó rất là khó giải thích cho quý vị hiểu với cái đầu óc này. Thấy không? Chứ con người chúng ta đâu phải mà ngu như gì đâu. Nó thâu lợi, chỉ cho một chút xíu cái thông minh thôi. Con chip gắn vô cái loài người chúng ta chỉ có chút xíu thôi, nhớ có một phần nào thôi. Quý vị thấy chưa? Chứ đâu phải loài người chúng ta vô cùng thông minh. Là vậy, cho nên là nó bỏ vô trong loài người chúng ta như thế nào, nó control quý vị hết. Tất cả loài người chúng ta làm điều gì ở trên kia nó điều khiển hết, nó biết hết tất cả mọi thứ. Bởi vì nó có một loại tần số của một loại máy khoa học, nó biết loài người chúng ta như thế nào và chúng ta sinh hoạt như thế nào ở trong đây. Nó là vậy. Ok, cho nên lần là bây giờ loài người mình có thăng tiến lắm, mà lên tới cung trăng là cao nhất à. Hết rồi. Chỉ có một cách là loài người chúng ta có đạo đức thôi. Sau đó rồi cái đạo đức này, cái lực lượng tu hành này sẽ giúp đỡ cho loài người chúng ta, à, cho trái đất chúng ta. Sau trái đất chúng ta được tốt rồi thì những cái vệ tinh khác, những cái hành tinh khác họ sẽ đến. À, họ sẽ làm gì? Họ sẽ mở cái cấm vận này. Cho nên quý vị biết là bao nhiêu trăm năm nay quý vị cũng nghe có UFO đĩa bay rồi đó. Tại sao vậy? Từ đâu? Họ thả xuống đây để họ kiểm soát loài người chúng ta, coi nó có tốt chưa. Là vậy đó. Họ thả xuống cái đó là không phải là thật của họ, chỉ là cái máy của họ thôi. Cái máy của họ, họ chỉ control ở của cái thế giới của họ đó. Và cái máy của họ ở đây bay qua tới chỗ cái trái đất chúng ta, đi qua đây rồi đi khám phá đó thôi. Cái máy thôi đó, họ điều khiển thôi, ở chỗ họ điều khiển thôi. Rồi mình thấy ngoài hành tinh phải không, đó không phải là người của họ, đó là những cái gì, cái máy của họ thôi, chứ không phải là người thật của họ. Người thật của họ đâu dễ dàng mà đến đây vậy, đâu có nghèo nàn mà đến đây vậy. Quý vị hiểu chưa? Đó không là vậy. Vậy đó là những cái người mà họ tạo ra bằng máy móc, họ đặt ở trong cái máy đó họ đưa rồi. Nếu mà cái máy nó có hư nữa là cũng bỏ thôi à, không phải là người thật của họ. Hiểu chưa? Họ điều khiển cái người đó nó thu. Thí dụ quý vị thấy là cái người hành tinh họ đến đây là họ thu tất cả những gì trong trái đất của mình.
là họ đi về rồi đó, rồi họ gỡ ra con chip nằm trong đó, họ gắn vô cái máy của họ, họ coi lại hết, coi coi loại người chúng ta phát huy cỡ nào và thăng tiến như thế nào rồi. Nó là vậy, hiểu chưa? Nó có nhiều lắm, nhiều thiệt là nhiều, hiểu chưa? Cho nên rằng là gì, cái thế giới ở ngoài kia nó không phải là một cái thế giới gọi là trong thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh nó vô cùng xa xôi và cao thâm, hiểu chưa? Còn thế giới mới bị thấy là còn thấy được cặp mắt này là nó gần đây lắm. Ok. Này nói nó hơi trừu tượng quá. Ok, tiếp đi cơ. Và bây giờ xin mời quý vị lắng nghe câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Minh Sư, con là thiền sinh miền Nam, Việt Nam. Con có một số thắc mắc xin được hỏi Minh Sư. Đợt thiền thất lần này, con thấy có rất nhiều người mong muốn được làm người xuất gia. Tuy con không xin xuất gia, nhưng mỗi ngày ở nhà con đều ngồi thiền từ 8 đến 10 tiếng. Con xin Minh Sư khai thị cho con biết, sự tu hành của người xuất gia và người không muốn xuất gia có gì khác biệt nhau. Con xin cảm ơn Minh Sư. A Di Đà Phật. Có chứ. Nhưng quý vị ngồi thiền từ 8 đến 10 tiếng là ở nhà đi. Ở đây mấy ông người xuất gia đây ngồi thiền 6 tiếng à, ít hơn quý vị nữa. Nhưng mà họ có nhiều thời gian để tu học hơn tất cả mọi góc cạnh khác. Họ không có dính níu với thế giới con người nhiều. Nhưng mà họ nó khác biệt cái là được sư phụ nhắc nhở nhiều hơn và ta nghiêm khắc hơn, và có thể rằng là cái thế giới của họ khác hơn quý vị một chút, là bởi vì lúc họ xuất gia rồi là ta từ từ đẩy họ vào thế giới khác. Tuy rằng nhục thể của họ trong thế giới này, nhưng mà họ vào thế giới khác. Cho nên quý vị thấy có nhiều người xuất gia mà bỏ đi ra ngoài không? Có khi nào trở lại được bao giờ? Mà có trở lại cũng sống không nổi, bởi vì không thể đi vô được. Giờ sư phụ có kéo vô nữa thì cũng vô không được. Ta cho vô mà vô không được. Bởi vì sư phụ họ chỉ đi vô mà thôi, họ không có con đường đi ra. Cho nên là cái người xuất gia thì quý vị thấy bao nhiêu người xuất gia rồi, họ đi vô một thời gian có họ đi về đó, họ đi về thì họ đến họ sống không được, họ sống không nổi với tất cả những nhà sư ở đây và những mấy ông mấy vị sư huynh sư đệ gì của họ, họ sống không nổi. Bởi vì họ đi ra rồi là họ đi ra khỏi cái thế giới này. Và nó khác biệt là cái thế giới của những người xuất gia và những người tại gia, hai cái thế giới này khác nhau và hai trình độ khác nhau. Nếu mà trình độ của người xuất gia thậm chí tu dở cách nào đi nữa là một cái thế giới của Minh Sư, thế giới này là một thế giới có lực lượng, có một lực lượng chọn lựa, gọi là lực lượng chosen, lực lượng chọn lựa của Thượng Đế nằm trong cái thế giới này. Mà cái thế giới của quý vị, những người tại gia không có lực lượng đó. Nó là nó khác nhau chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hiểu chưa? Nếu mình nói sâu về tâm linh á, là cái thế giới của những người xuất gia, họ có cái lực lượng chọn lựa, nó khác hơn cái lực lượng của quý vị. Và cái tình thương của họ nó cũng giống như tình thương của quý vị, và sự tu hành của họ cũng giống như quý vị, nhưng nó chỉ khác có một chút, đó là một cái lực lượng chọn lựa mà thôi. Lực lượng này có thể, lực lượng này họ sẽ gọi là tu hành nhanh hơn quý vị nếu họ chuyên tâm. Hiểu chưa? Còn nếu mà họ không chuyên tâm thì họ cũng giống như quý vị vậy. Họ cứ lo chơi không thì họ cũng giống như quý vị. Bởi vì lực lượng nó không hấp thụ được cho họ, bởi vì người không chuyên tâm. Cho nên nó khác nhau là cái chỗ cái lực lượng chọn lựa thôi. Mà nhiều người xuất gia, họ xuất gia rồi thời gian gì nghiệp chướng gì đó vân vân, vì cái lòng, cái sự nhẫn nại họ không đủ, và cái gọi là cái sự lôi kéo với thế giới con người đó, cho nên họ bị lọt ra ngoài. Họ lọt ra ngoài rồi họ về họ sống khó lắm. Vậy đó, họ sống bơ vơ của thế giới bên ngoài, họ không có hòa đồng được, thậm chí không hòa đồng được với đồng tu, không hòa đồng được với quý vị, bởi vì thế giới quý vị họ vô không được. Thế giới của quý vị giờ họ có trở về đi nữa họ vô không được. Lúc họ truyền tâm mắng thì là một cái thế giới của quý vị, thấy không? Mà lúc họ vô rồi mà giờ họ ra, họ trở về đó họ sống không được. Giờ họ có sống đi nữa đi họ không giống quý vị được. Nó khác là những chỗ đó. Ok, thì thôi quý vị nào muốn xuất gia thì phải suy nghĩ lại. Thứ nhất, thứ nhì nữa là quý vị có thiền định ở nhà 6-7-8 tiếng rồi thì thôi ở nhà thiền định đi, ở nhà tu hành đi, khỏi vô. Quý vị vô làm người xuất gia khó lắm.
thú thật như vậy, mà chú phụ hù quý vị đâu. Okay. Mà quý vị vô làm người xuất gia thì rất tốt, bởi vì mình hy sinh cái quãng đời của mình, hy sinh thời gian của mình mà mình làm được nhiều việc hơn. Một mình hy sinh một chuyện nhỏ, mình đánh đổi một chuyện nhỏ, nhưng mà mình lấy vô cùng những điều lớn cho tất cả thiên hạ. Hiểu chưa? Nhưng một việc nữa là nó khác hơn nữa, là nó khác một việc là tất cả người xuất gia nào cũng đều có lực lượng của minh sư, đều có hình dáng của minh sư rõ hơn quý vị. Thí dụ quý vị, những người thiền sinh được truyền tâm án vẫn có những cái quá thân của minh sư, nhưng một quá thân này chỉ chứa đựng được 20-30% mà thôi, không được rõ hoàn toàn. Hiểu chưa? Còn người xuất gia truyền tâm án xong thời gian rồi, họ bước vào con đường xuất gia, thậm chí họ già họ trẻ gì không cần biết, cái quá thân này hiện diện ở trong khuôn mặt của họ là từ 70-90%. Cho nên rằng những chúng sanh họ đi đâu, tất cả vạn vật trên thế gian này họ đi đâu, họ dậm chân đến đâu, đều có lực lượng và quá thân này đều gia trì đến đấy, đều hỗ trợ đến đấy. Cho nên tại sao quý vị thấy thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người xuất gia ngài rải đi khắp mọi nơi, vua cha có thể cung cấp cho ngài không cần đi nhận cúng dường, quý vị thấy chưa? Nhưng mà ngài không làm. Ở một chỗ thôi cũng có người nấu cho ăn rồi cũng được, dễ dễ thôi, nhưng mà ngài không làm. Bởi vì người xuất gia có cái hình dáng và lực lượng của minh sư, cho nên lúc mà ngài rải người xuất gia khắp mọi nơi, và ngài bắt người, cho người xuất gia chọn một cái giải, một cái màu sắc vàng để đập vào mắt của chúng sanh, cho chúng sanh gặp cái là nhìn liền. Lúc mà nhìn được người xuất gia rồi thì cái lực lượng này sẽ gia trì cho những người đó, thậm chí người đó có tu hay là không tu, thành một cái cây, một con kiến, một côn trùng hoặc là một con động vật cũng đều là một cái lực lượng này để hỗ trợ cho họ thăng tiến lên. Đời này họ không tu, đời sau họ tiếp tục họ gặp minh sư là vậy đó. Trên cái ý của những tất cả những người vị minh sư quá khứ, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài làm như vậy bởi vì ngài muốn tất cả những người học trò của ngài đi khắp mọi nơi để chúng sanh nhìn một lần thôi cũng đủ rồi. Một lần thôi, tu không tu gì không quan trọng, đời sau nó sẽ tu. Nếu nó nhìn được mà nó bắt được tần số cao hơn thì nó đến gặp minh sư tu, đi về thế giới giải thoát. Còn không thì đời sau tiếp tục tu, hoặc là đời nào đó nữa. Cho nên là nó khác, là khác cái chỗ đó. Nó khác là một cái lực lượng của minh sư đặt vào trong những người xuất gia. Người xuất gia này họ sẽ na cái lực lượng minh sư đi khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào, góc cạnh nào, họ đi đến đâu là họ đi đến đâu là hình dáng của minh sư đến đấy. Giống như quý vị cũng có, nhưng quý vị nó không được rõ thôi, tại vì quý vị là những người tại gia, nó khác hơn ở chỗ đó. Tuy quý vị cũng hy sinh, cũng làm việc này việc kia, nhưng mà quý vị không phải gọi là cái bên trong của mình quý vị không cúng hiến giống như những người tại gia xuất gia vậy. Nó khác là chỗ đó. Ok, thôi thì quý vị làm người tại gia cũng được. Những người xuất gia thì dĩ nhiên sư phụ hơi nghiêm khắc một chút, cho nên là quý vị phải suy nghĩ lại. Người nào muốn xin làm người xuất gia phải suy nghĩ thiệt kỹ, vô cùng kỹ, hiểu không? Chứ đừng có vô rồi là quý vị sư phụ huấn luyện quý vị là quý vị chịu không nổi đâu. Hiểu chưa? Đã hồi tối nói rồi, một nhà điêu khắc mà một khúc củi, một cái cây, một gốc cây ở ngoài mà muốn cho nhà điêu khắc trở thành một bức tượng để cho 100,000 người đều chiêm ngưỡng thì phải tỉ mỉ vô cùng để điêu khắc nó, một chút xíu cũng không thể bỏ qua, một khuyết điểm nhỏ cũng phải mài, phải dũa cho kỹ là vậy đó. Quý vị hiểu ha? Ok. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu hỏi thứ 3. Kính bạch minh sư, con là người đã được thọ tâm ẩn ngày hôm qua. Khi minh sư làm lễ trên chánh điện, con thấy toàn thân ngài phát ra ánh sáng. Lúc minh sư đi gia trì cho từng người một, một điều màu nhiệm đã xuất hiện trước mắt con. Minh sư chạm tay đến người nào thì thân thể người đó đều phát ra ánh sáng. Riêng bản thân con cảm thấy vô cùng thoải mái. Con không biết đó là lực lượng gì mà làm cho cả người con bị rung động, cảm giác như có lực lượng chạy khắp thân thể từ đầu xuống chân.
Xin Minh Sư giải đáp cho con hiện tượng này là như thế nào. Con xin cảm ơn Minh Sư. Lực lượng thoải mái. Trời, nói tự trả lời hết trơn rồi. Thì quý vị cảm thấy bình an và an lạc và thoải mái là ok rồi, con hỏi gì nữa. Thời không có đau đớn, khó chịu thì con hỏi tại sao như vậy. Có rồi con hỏi tại sao như vậy. Khó hiểu với cái đầu óc này ha. Okay. Thì thôi quý vị cảm thấy an bình và thoải mái cho mình và cuộc sống của mình, quý vị đến đây thì đủ rồi. Đây là câu trả lời cho quý vị ha. Sư phụ muốn trả lời quý vị qua cái sự gọi là gì, hành động của ta. Tất cả những gì sư phụ làm, bởi vì quý vị tu hành, quý vị thành tâm đi đường xa xôi, gọi là ngàn dặm cây số đến đây. Nhiều người bỏ tất cả những cuộc sống riêng tư của mình và gia đình của mình, quý vị đem trái tim chân thành của quý vị đến, sư phụ cảm nhận được chứ. Ta bắt được những cái tấm lòng thành của quý vị. Có nhiều người đi rất là xa xôi, có nhiều người đi cả nửa vòng trái đất nữa, bỏ tất cả những sự riêng tư cá nhân với những người cha mẹ, được gọi là anh em, bạn bè, thân thuộc gì của quý vị, những người thân của mình đó, vân vân. Mời quý vị đến đây tu hành, sư phụ cảm nhận được điều này. Cho nên sư phụ muốn làm cho quý vị những điều gì đó, nhưng mà sư phụ không muốn nói. Ta chỉ muốn cho thôi, yên lặng ta cho. Ai là người nhận được? Mà đại đa số 99.99 hay 100% đều nhận được hết. Nhưng mà quý vị gọi là gì, thưởng thức được, ai thưởng thức được, ai biết được, vân vân, thì cái đó là công đức của quý vị. Nhưng nằm trong đây, giống như quý vị đã đến đây thì nằm trong phòng ánh sáng này, ai cũng đều được phủ ánh sáng này cả. Có nhiều người thì thưởng thức, có nhiều người thì nhắm mắt lại luôn, không thưởng thức. Quý vị hiểu ha, nó là vậy. Thì ai cũng đều có những công đức và phước báo y như nhau, không khác đâu. Thì bởi vì cô chắc cô, quý vị kiên tâm hơn, quý vị gọi là tỉ mỉ hơn, nhận được và biết được cái lực lượng này. Ok. Ngày đầu tiên của khóa thiền thất, Minh Sư đã thực hiện 2 buổi lễ an vị pho tượng Pháp tượng Minh Sư Ruma và buổi lễ cầu nguyện cho thế giới trong khoảnh khắc giao thừa. Trong 2 buổi lễ ấy, rất nhiều thiền sinh đã có nhiều thể nghiệm vô cùng đẹp đẽ. Chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ của một thiền sinh. Kính bạch Minh Sư, 2 buổi lễ diễn ra vào ngày đầu năm trong đợt thiền thất này là một điều vô cùng thiêng liêng mà con chưa bao giờ thấy được. Lúc đó, con cảm giác như trái đất ngừng xoay chuyển, cả bầu trời trong sáng như lưu ly, muôn ngàn thánh nhân Bồ Tát xuất hiện đứng chiêm ngưỡng buổi lễ trọng đại này. Tiếp theo đó là vô vàn những điều kỳ diệu liên tục xuất hiện trước mắt con. Con thấy dòng họ tổ tiên của con đứng trên không trung cảm ơn, gật đầu rồi quay lưng đi. Xin Minh Sư khai thị cho con biết đó là hiện tượng gì. Con xin cảm ơn Minh Sư. Hiện tượng họ đến cảm ơn và quay lưng đi. Say goodbye. Và chào, đi chứ sao giờ? Bởi vì trong cái lúc mà quý vị đến dự thì dĩ nhiên quý vị đến tu, công đức quý vị có. Dĩ nhiên cái lực lượng này sẽ giúp cho gia đình tổ tiên của mình, hoặc là còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng bởi vì họ đến, họ chỉ muốn chào hỏi quý vị, đó là ngôn ngữ bên trong mà. Họ đến chào hỏi quý vị rồi thôi, bây giờ gọi là cảm ơn mình tu. Cảm ơn mình tu mà họ đã được như vậy, rồi họ bắt đầu đi về thế giới của họ. Đấy nhá, đó là vậy. Quý vị sẽ có câu hỏi mà dễ thương quá vậy. Tiếp theo là câu hỏi số 5. Xin quý vị hãy lắng nghe. Kính bạch Minh Sư, con là thiền sinh trẻ mới được thọ tâm ấn. Con có thắc mắc xin được hỏi Minh Sư. Con được biết khi Minh Sư còn trẻ, Ngài cũng giống như mọi người, cũng đã rơi vào lưỡi tình. Nhưng lưỡi tình Minh Sư rơi vào là lưỡi tình đẹp, thiêng liêng, cao thượng. Còn chúng con, lần đầu yêu đã gặp phải những khó khăn, khổ nạn, chỉ biết nuốt đắng cay, chứ không thể nào rứt ra được. Tại sao tình yêu của chúng con lại gặp nhiều bất hạnh như vậy? Kính xin Minh Sư khai thị. Con xin cảm ơn Minh Sư. Bởi vì ngu. Xin lỗi đó thật. Nhưng mà đắng cay thì thôi, nuốt làm chi vậy? Nhả ra pà. Phải gì không? Quý vị ngậm cái trái đắng, trái chua, trái chanh vô đó rồi quý vị làm gì? Đắng quá phải không? Chua quá phải không? Pà. Cứ thùng rác là sống.
lấy nước súc miệng một rồi xong rồi sạch sẽ. Đó là chuyện bình thường dễ như vậy mà cũng không chịu, ngầm chi. Ôi cay quá, đắng quá, vậy đó mà cũng chẳng nuốt à. Thấy chưa? Thì thôi nếu mà biết rằng cay mà đắng như vậy thì nhổ nó bỏ đi, đi tiếp. Tại sao vậy? Tại sao mà đắng cay rồi mà còn ôm đó, mà gì mà chịu cực chịu khổ gì, mà sao mà chịu hay vậy hả? Đó là chuyện bình thường mà dễ như vậy. Nếu quý vị cảm thấy đắng cay, nhổ bỏ, không muốn nữa. Rồi các bạn đây gì, cuộc đời làm người nó kêu bằng ngắn ngủi. Thấy chưa? Giống như sư phụ từng kể cho quý vị nghe chuyện riêng tư của ta, ta cũng giống như anh thanh niên trẻ lúc ta còn trẻ. Sư phụ cũng yêu giống như quý vị, mang thân xác này, hỷ nộ ái lạc cũng y như tất cả mọi người, không khác gì cả. Nhưng sư phụ có một ý chí, ý thức rất rõ. Nếu ta có một cô nào yêu hai người mà một chuyện nhỏ mà cứ vạch lá tìm sâu là sư phụ đi liền, tức khắc bỏ. Ta không cần biết chuyện gì, bỏ liền. Cô đó cũng hỏi tại sao vậy, nói sư phụ chỉ nói trong tình yêu của nhân gian và tuổi trẻ nó chỉ có một giai đoạn ngắn như vậy thôi. Từ tuổi này đến tuổi này có bao nhiêu thời gian, thậm chí hai đứa gặp nhau 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ đi dạo mát đi chơi, chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà lo mà giận hờn nhau nữa, còn bao nhiêu thời giờ để mà chung vui vậy thôi, dẹp đi đừng quen mệt quá. Đó là cách của ta đó. Đời người được bao nhiêu niềm vui, một ngày 24 tiếng đồng hồ quý vị cười được bao nhiêu, nước mắt thì nhiều, nụ cười thì ít. Mà tại sao có nụ cười rồi mà không cười cho nó thoải mái, mà đi còn giận hờn hoạch lá tìm sâu còn chi nữa, thôi dẹp đi, đi tìm chỗ khác đi. Sư phụ thẳng thắn lắm, rất là thẳng thắn, bất cứ cô nào ta cũng thẳng thắn như vậy. Nếu có sai thì sư phụ xin lỗi, I'm sorry, hiểu chưa, là xong. Cô kia làm sai cũng sorry, sư phụ bỏ quên liền. Còn sư phụ sai ta say sorry là xong. Còn mà hoạch lá tìm sâu với lông tìm vết, cứ ngồi đó mà vết, sư phụ đi kiếm cô khác. Tại sao cứ ngồi đó muốn đo hoài à, vì thế chưa. Thì cũng giống như quý vị ngậm cái trái chanh vô miệng mình, mà lỡ mà không biết cái trái này mà trái chanh nó đắng, nó chua, nó cay kiểu này á, thì thôi lỡ vô miệng rồi thì phun cái phèo ra, kiếm nước mà súc miệng mà đi làm chuyện khác. Thấy chưa, đó là chuyện bình thường gì thôi. Mà quý vị chi mà quý vị làm cho mình mà khổ gì, rồi ôm cái sự âu sầu, rồi quý vị nói ở sư phụ cái tình yêu của sư phụ đẹp quá, tình yêu con nó không đẹp. Tình yêu nào nó cũng giống như nhau thôi, nó không có gì khác nhau đâu. Nhưng mà gì, mình biết làm cho nó đẹp hay là không. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Chanh nào cũng là chua, có thấy chưa? Chanh nào cũng là chua cả. Thì giờ nó chua rồi thì bỏ đường vô nó sẽ ngọt. Có bao nhiêu nữa thôi nè. Thí dụ đời người là đã nói rồi, đời người là bể khổ, phải gì không? Thì trong cái khổ này mình tạo nó ra một cái sự an lạc. Thấy chưa? Mình biết đời người là cái khổ nạn. Thế gian là gì? Thế gian là một cái khổ của loài người. Thì bây giờ mình lấy cái khổ này mình lập nó trở đợi thành cái thiên đàng thôi. Đất ở đây ngày xưa là một cái gì? Cái đồng, phải không? Đồng ruộng gọi là thấp, nước có thể ngập bất cứ lúc nào. Thì bây giờ mình sẽ dung bồi nó lên, mình làm cho nó đẹp lên trở thành thiên đàng đây. Đó là dễ như vậy thôi, chứ không có gì cả. Thì trong tình yêu của các con cũng giống như vậy. Nếu mà có mà ôm ấp mà cái sự khổ nạn này hoài, thôi dẹp nó qua bên đi. Đời người ngắn ngủi, tuổi của tụi con từ 19, 18, 19, 20, 20 mấy tuổi là tuổi đẹp nhất. Tại sao tuổi đẹp này mà để cho nó rơi vào cái sự ôm cái sầu này hoài chứ vậy? Uổng quá, hiểu chưa? Cái tuổi từ 18 đến 25 hay là 30 trở lại, tuổi này đây, trong vòng từ mấy năm đây là cái đoạn đường đẹp nhất trong cái tuổi đời của mình. Thấy chưa? Là đoạn đường này đẹp thì mình phải tạo cho nó đẹp hơn nữa, mà cho nó kêu bằng thiệt là đẹp hơn. Chứ đừng có ngồi đó rồi yêu nhau rồi suốt ngày cứ đắn đo, rồi suốt ngày cứ vạch lá tìm sâu, chút là hờn, chút là giận, chút là hờn, chút là giận, vân vân vân.
là đây là biết là gì phải không? Ngu. Chứ không có gì cả. Cho nên nếu mà muốn khôn như sư phụ thì nhổ chỉ đắng nó ra đi. Không có tội gì hết trơn á. Thấy chưa? Yêu nhau mà cứ ngồi đó mà đau khổ nhau hoài thì luyện cái khổ đó bằng bên đi. Đi tới đằng trước kìa. Chúng sanh hằng hà sa số, sư phụ không tin rằng tụi con không kiếm được cái anh chàng nào đẹp trai và cô nào đẹp gái. Có phải gì không? Dĩ nhiên rồi, trên một cái rừng mênh mông như vậy, phải không? Trời mưa xuống, sư phụ không tin rằng không có cái cây nào mà che được cho tụi con tránh mưa tránh nắng. Thiếu gì hằng hà mà cái cây mà cho mình che. Mà tại sao đứng giữa cái đồng đó, trời mưa chừng nào tạnh, tôi lạnh quá. Quý vị hiểu sư phụ không? Tại sao mà ngồi đó làm chi? Đi tìm, đi chạy, đi trốn chỗ nào đó, đi tìm để mà tránh nắng tránh mưa cho cuộc đời của mình. Cũng giống như vậy thôi, hiểu chưa? Trên cuộc đời làm người, đi vào thế giới con người này, dĩ nhiên nó có cái sự không lành và nghiệp chướng này, thì mình phải làm gì? Mình phải biết cách uyển chuyển nó, hiểu chưa? Trở thành một điều tốt, điều xấu mình đem nó ra những cái điều tốt cho mình. Ok, cho nên tụi con còn trẻ thì đừng có ôm cái trái sầu trái đắng này uổng quá. Rồi tụi con nói tại sao cái tình yêu sư phụ đẹp, cái tình yêu của con như vậy, hiểu chưa? Cũng đẹp như sư phụ vậy, nếu tụi con gọi là mạnh mẽ mà cương quyết, hiểu chưa? Đừng có ôm ấp những cái chuyện mà đắng cay này hoài thì tụi bay cứ xé xác mình mà thôi. Cầm trái ớt mà lỡ bỏ vô miệng rồi thì bây giờ lỡ cắn rồi, cay rồi thì nhổ ra đi. Cay quá phải làm sao? Nhổ ra chứ làm sao? Hiểu chưa? Bây giờ sư phụ, câu hỏi này sư phụ biết là người ta cảm giác được cái khổ của tụi bay. Thì thôi, pò. Còn nhổ không được nữa thì vô thiền đường cạo đầu đi tu. Chứ bây giờ làm sao nữa bây giờ đây? Cho nên là phải coi nghe không? Phải coi cho mình, cuộc đời làm người rất ngắn ngủi, niềm vui không được bao nhiêu, sự bất hạnh thì lại nhiều. Thì thôi, phải có được niềm vui, có được sự an lạc thì phải tôn trọng nó, là vậy đó. Cuộc sống của mình gọi là quý giá cuộc sống của mình, cho nên mới gọi là con người quý giá là vậy, đời người rất là quý trọng là vậy đó. Thấy không? Mang thân xác người càng quý hơn nữa. Cho nên mới biết tại sao con người chúng ta mà tự sát tự dẫn đó đọa sâu lắm. Bởi vì hủy bỏ cái này đọa vô cùng sâu. Bởi vì thân xác con người tạo ra được không phải chuyện dễ, vô cùng khó. Khó lắm, chưa nói gì cái thế giới vô hình bên trong, mà nói gì cái nằm trong bào thai của người mẹ, mang nặng đẻ đau 9 tháng cô mang mà còn nhỏ, mình năng năng từ từ mà đến khi đến tuổi trưởng thành mà bao nhiêu những sức lực mà bệnh tật đủ thứ trăm bề nữa, cực lắm. Cái phiền não khổ nạn thì nó nhiều lắm. Cho nên là gì? Cái niềm vui không có bao nhiêu. Nếu mà đã kết bạn rồi thì phải kết bạn cho nó hay. Sư phụ không phải kết bạn tình yêu không, thậm chí bạn đời của sư phụ cũng vậy thôi. Bạn trai bạn gái mà học trong trường cũng giống như vậy nữa. Bạn thường thôi, thí dụ như người nào mà sư phụ quen đó, cái anh chàng nào hay là một cái em trai nào đó, hay là một cái chị nào đó, hay là một cái cô thứ nữ nào đó mà quen với sư phụ, quen bình thường gọi là bạn đó, mà chiếm hữu sư phụ là sư phụ bỏ đi liền, hoặc là trách móc là sư phụ đi miễn bye chào xin lỗi thẳng đắn vậy đó. Hoặc là đi đâu hay là đi chơi bạn bè đi chơi tới, chứ không phải là người tình hay là bồ bịch, nghe không? Đi chơi hay làm gì đó vân vân mà không tôn trọng sư phụ rồi là sư phụ quay lưng đi liền tất cả, bỏ liền tất cả. Bởi vì sư phụ nói trên cái thế giới này bao nhiêu triệu người, phải vậy không? Ta không tin rằng không có người để cho mình làm bạn. Ta làm bạn cây cỏ cũng là bạn gì, làm bạn động vật cũng là bạn gì. Vì thấy chứ ngu gì đi làm bạn với một con cọp để cho nó nuốt mình hay sao? Thấy á, cho nên là cái gì mình phải biết gì, cả cái thế giới này bộ không có chỗ cho quý vị nằm thẳng lưng hay sao? Quý vị thấy chưa? Mà tại sao mình phải ôm những cái sự gọi là trái sầu trái đắng này làm chi? Cho nên đây là một cái kinh nghiệm bản thân và ý thức của sư phụ lúc ta còn nhỏ lần 12, 13 tuổi là sư phụ đã có ý thức gì rồi, là quen với bất cứ người nào
người bạn ở trong trường học hay là những người bạn đời nhỏ của mình, thí dụ bạn học bạn nhỏ mà nói chuyện không đàng hoàng hay là nói chuyện tục tiểu là sư phụ quay lưng đi liền. Thiếu gì ngôn ngữ để nói, sư phụ xin lỗi ta không muốn nghe ngôn ngữ này. 12, 13 tuổi thôi, sư phụ bên Mỹ đi học mà thanh niên mà vì biết con nít mà rồi lớn lên thì thanh niên con trai nhau nói chuyện một ra một câu ra nó chữ thề hết 8 câu đó rồi. Sư phụ bye bye, xin lỗi. Hoặc là sư phụ nói thẳng, nếu mà trước mặt tao mà đừng nói chuyện kiểu này, cái kiểu mà chữ thề tao không thích, chị tao không muốn nghe gì, bởi vì tao không có nói chuyện với mày kiểu này, thì thôi bạn đừng nói chuyện với tôi kiểu này. Nếu mà nói nữa bye chào, lần sau đi ngang chỉ vậy thôi. Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến mình, bởi vì ở đời quá nhiều sự quyến rũ và lôi kéo và ưu trượt rồi, mà tại mình tránh nó càng chết lây này nè, mình còn chung vô đó nữa, còn khổ hơn nữa. Cho nên tránh không nổi đây nè, cần đừng hướng chi mà mình còn vô trong đó nữa. Cho nên sư phụ không muốn vô. Mình coi là giảm được cái nào thì mình giảm là vậy đó. Quý vị hiểu ha? Ok, phải nhớ nghe mấy em trai. Ngậm trái đắng thì phun ra liền nghe không? Ngậm ớt, ngậm chua thì lập tức nhổ ra nghe không? Đừng ngồi đây sư phụ ơi, con khổ quá. Khổ thì buông ra, nắm chi mà ngồi mà la. Ok, rồi tiếp đi con. Sao mấy tình yêu đâu mà dữ vậy trời. Và tiếp theo đây là câu hỏi số 6. Xin mời quý vị hãy lắng nghe. Kính bạch Minh Sư, con xin được hỏi Minh Sư, phương pháp thiền âm thanh ánh sáng và phương pháp thiền diệu âm có gì khác nhau? Con thấy có rất nhiều người trên thế giới và người Việt Nam đã tu theo pháp môn âm thanh và ánh sáng. Con có tìm hiểu qua nhiều người, có nhiều người tu nhưng họ không nhận thức được gì cả. Họ cũng có nói với con như vậy. Còn những người tu theo pháp môn diệu âm, dù mới tu hay đã tu lâu rồi, đều nhận được nhiều thể nghiệm, mầu nhiệm thiêng liêng. Con xin hỏi Minh Sư, tại sao lại có sự khác biệt giữa các thiền sinh tu pháp môn diệu âm và những người như con mới nói? Xin Minh Sư khai thị cho con được hiểu. Con xin cảm ơn Minh Sư. Pháp môn âm thanh ánh sáng, pháp môn diệu âm giống nhau cái tên rồi. Trời ơi. Tại vì âm thanh ánh sáng thì pháp môn diệu âm là mình dùng một câu tổng quát nói vậy. Còn mình tu bằng hai phần, phần âm thanh, phần ánh sáng thì mình nói là phần âm thanh, phần ánh sáng, mình cắt nghĩa cho mọi người dễ hiểu hơn. Còn cái vấn đề mà khác biệt của những người họ ở ngoài họ cũng tu như vậy, họ truyền tâm ấn với những vị minh sư nào đó vân vân, thì này quý vị phải hỏi họ. Hiểu chưa? Thì thôi quý vị, những người thiền sinh đã truyền tâm ấn thì quý vị có những điều mầu nhiệm như thế nào đó, đó là công đức và phước báo của quý vị, mình khỏi cần so đo với họ. Còn họ không có là chuyện của họ, sư phụ không muốn xen vào. Hiểu chưa? Người nào họ tu họ không có được thể nghiệm giống như quý vị đó, họ truyền tâm ấn với vị thầy nào đó vân vân, vị thầy nó như thế nào, vị minh sư đó ra sao, vị người nào kêu bằng gọi là nói là minh sư đó thì kêu họ đi hỏi vị minh sư của họ đó, tại sao tôi tu như vậy, tại sao tôi không được như kia vân vân, thì kêu minh sư của họ làm sao cho họ, chứ sư phụ không muốn xen vô chuyện của họ. Ok. Và bây giờ xin mời quý vị hãy tiếp tục lắng nghe câu hỏi số 7. Kính bạch Minh Sư Ruma, vì Minh Sư của thế kỷ 21, con có hai thắc mắc xin được hỏi Minh Sư. Câu hỏi 1, con thấy Minh Sư càng ngày càng trẻ đẹp và trong sáng. Có phải Minh Sư dùng thần thông hay phương pháp gì để làm cho mình trẻ hay không? Và câu hỏi 2, con thấy từng bước chân của Minh Sư đi hình như không chạm đất, và con luôn cảm thấy ánh sáng phát ra từ người Minh Sư. Trên đỉnh đầu Minh Sư, lúc nào cũng có vòng ánh sáng màu trắng bạc. Con xin hỏi Minh Sư, những gì con thấy là thật hay con bị hoa mắt? Kính xin Minh Sư khai thị. Con xin cảm ơn Minh Sư. Bây giờ mình, thế giới khoa học, mình dùng đại đa số phải không? Thật hay giả? Thật. Ok. Còn cái đẹp thì sư phụ nghĩ không phải... già rồi, quý vị ở xa thôi, nhăn hết rồi nè. Cái phần là gì? Thứ nhất là bởi vì sư phụ ngồi thiền tu hành thì chứ, ta tu hành ngồi thiền thì nó khác hơn những người ở bên ngoài thôi. Thì chứ, bên ngoài bởi vì họ vướng vào hồng trần nhiều quá, họ nghĩ lung tung, thì chứ,
cho nên nó khác hơn chỗ đó thôi. Cái dùng thần thông gì mà dùng thần thông để cho nó trẻ lời, trời ơi sao mà rẻ tiền gì, thấy không? Ai da, bộ dùng thần thông trẻ được hả? Đâu ngày mai làm thử coi. không có đâu. Ok, mình tu hành vốn con người chúng ta là không già mà, thì cho vốn nó là như vậy, thì cho nhưng là bởi vì mình bị cái thế giới tùng hoàng của cái trái đất của chúng ta làm cho thân thể chúng ta nó già nua theo cái thời gian không gian mà chu kỳ của cái trái đất mình nó quay 24 tiếng và đồng hồ hoặc là 360 ngày. Nó cứ quay vòng tròn hoài giống như cái này thôi, nó quay hoài có bao nhiêu đó vậy, làm cho người của mình khô khan. Hoặc là trong cái thế giới chúng ta nó cái nhiệt độ của nó không được gọi là gì, không được ôn hòa, thì cho nó làm con người chúng ta đóng cái lạnh, thì cho rồi con người chúng ta có cái sự buồn vui lẫn lộn, thì cho hỷ nộ ái lạc, làm cho con người chúng ta cứ say sẩm mệt mỏi, rồi đặt trong con người chúng ta có bao nhiêu những cái nghiệp chướng giằng co, thì cho cái hạnh phúc và cái bình an, thì cho và cái bất hạnh vân vân đủ thứ trăm bề làm cho con người chúng ta nó mệt mỏi đi á. Cái thân người này mệt mỏi thì làm mình cảm thấy mình già dặn đi, làm con người mình nó cảm thấy mệt mỏi, rồi nó làm cho con người mình nó teo lại. Ê, quý vị hiểu rồi ha, nó là vậy. Thì cái sự tự nhiên của cái trái đất chúng ta là như vậy, hiểu chưa? Còn cái thế giới bên kia thì dĩ nhiên thế giới bên kia nó không có không gian và thời gian, cho con người của họ không có già đi, quý vị hiểu rồi. Giống như sư tổ của quý vị sống cũng vậy thôi, ông ta sống cách biệt thế giới con người, trong đó không có thời gian không gian gì cả, chứ ông ta chưa biết nó già hay nó trẻ ra sao. Còn ông ta có được phủ một lực lượng ánh sáng để nuôi cái nhục thể này, không cho nó già đi, để duy trì cái mạch pháp này trong nhân gian và trong thế giới con người, không để cho nó mất đi. Hiểu chưa? Bây giờ nó có lạc ở đâu đi nữa, một thời gian rồi chúng ta dùng cái tha lực này đi tìm tìm người nào đó đủ duyên đủ phước để tạo cái nhục thể này đây, rồi bắt đầu đặt cái lực lượng vào đó. Hiểu chưa? Đặt cái lực lượng này tiếp tục đi ra ngoài đời và thế giới con người để độ những người nào đủ duyên đủ phước và đủ trình độ để thăng hoa về thế giới cứu rỗi. Thấy không? Kêu bằng đi làm hết sức của ngài. Thế cũng giống như vậy, chứ không phải là lực lượng thần thông mà làm cho trẻ ở đâu già rồi. Ok. Và tiếp theo, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của một thiền sinh đã cảm nhận được hóa thân của vị ân sư tôn kính Minh Sư Ruma. Kính bạch Minh Sư, con xin phép được kể cho Minh Sư nghe một sự việc trước khi con đến thiên đường để cùng vui Tết với Minh Sư 3 ngày. Lúc đó, con vẫn còn chạy xe khách. Trên xe có rất đông người, có cả khách Việt Kiều. Khi xe con đang chạy trong đêm tối, một chiếc xe lưu thông phía trước xe con đã tông vào con chó. Tài xế không kìm được tay lái nên xe đã bị lăn 2-3 vòng. Xe con cách xe đó không xa, khoảng 10 mét, nhưng con đã thắng kịp. Xe vừa ngừng lại thì thấy Minh Sư đang ngồi bên cạnh. Con nghe được tiếng Minh Sư nói: "Cẩn thận nhé con." Giọng nói ấm áp của ngài cứ vang vọng bên tai, làm cho con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con xin chân thành cảm ơn Minh Sư đã giúp cho chuyến xe của con được bình an. Cảm ơn ngài đi. Okay. Tiếp con. Và bây giờ, một lần nữa xin quý vị hãy lắng nghe câu hỏi số 9. Kính bạch Minh Sư Ruma, làm thế nào để con được bước vào con đường xuất gia tu hành? Con biết làm người xuất gia rất tốt, nhưng con không có can đảm để bước đến con đường này vì con sợ con đường làm người xuất gia của con không được trọn vẹn vì bị hồng trần lôi kéo. Trong tâm con cứ mãi giằng co về điều này, kính xin Minh Sư cho con một lời giải đáp. Con xin cảm ơn Minh Sư. Wow, thì biết được ngày hôm nay, đừng nghĩ đến ngày mai. Mình cứ trước mắt của mình gì hiện giờ tâm trạng mình như thế nào đó thì mình chấp nhận nó đi, thấy không? Mình chấp nhận nó bằng lòng, những gì của mình muốn làm thì mình cứ làm hiện tại này và ngày hôm nay thì mình cứ làm, còn tương lai nó là cái gì đó
Thì thôi, tương lai trước mắt của mình bây giờ có chông gai cỡ nào đi nữa thì mình cũng chưa bước đến, thì mình nhìn đó làm chi? Bây giờ mình nhìn con đường này đang trên con đường chân chu của mình đây, thì mình chấp nhận và đi con đường này trước mắt của mình đang trước nữa, thì mình cứ để đó. Kế tiếp đó nữa, Phật Bồ Tát sẽ an bài. Nếu mình có tấm lòng làm một người xuất gia, có tình thương để gọi là gì, phụng sự cho chúng sanh, thì mình làm hết sức của mình hiện tại. Nếu mà mình trên con đường của mình mà có chông gai quá, thì lúc đó Ngài sẽ có phương pháp để hỗ trợ mình, để giúp đỡ cho mình. Ok. Thôi bây giờ 1 tiếng rồi, bây giờ ngừng đi. Còn dư lại thì để bữa khác đi ha. Bây giờ sư phụ thấy quý vị chắc trong bụng nó kêu rồi đó. Nhưng mà ta cũng kêu nữa. Bởi vì sư phụ chưa có ăn gì hết từ sáng tới giờ. Thì sư phụ gói bánh tét đó, cho nên ta chưa có ăn gì hết.